chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hỏi Poly. Các bạn thân mến, thì và sau đây là thầy hướng dẫn cho các bạn một số kỹ thuật trong Microsoft Word. Thì mời các bạn theo dõi ha. Đầu tiên thì định dạng văn bản, nghĩa là mình định dạng ra một cái thể loại file để mình in ra cái tờ giấy A4, A5, A6, A3 tùy các bạn ha. Thì khi mình khởi tạo một cái file Word mới thì cái việc định dạng văn bản này mình phải nghĩ tới đầu tiên. Với Word 2016 thì các bạn có thể vô cái phần layout, thì lúc này các bạn có thể là chỉnh cái phần size, thì mình in cái văn bản này ở cái kích thước bao nhiêu thì mình chọn bấy nhiêu. Thì ví dụ như tôi chọn là A4 ha. Rồi sau đó thì tôi chọn cái hướng trang giấy này là hướng gì. Mặc định nó là portrait, tức là hướng đứng. Còn nếu mà mình muốn làm cái trang giấy dạng ngang thì mình chọn là landscape. Rồi sau đó thì mình sẽ xác định lại cái margin, tức là cái lề. Cái lề tức là cái khoảng cách ở phía trên, phía dưới, phía trái, phía phải của một tờ giấy nó như thế nào. Thì mặc định ở đây Microsoft Word nó chọn cho mình một cái mặc định nào đó, nhưng mà mình có thể là chỉnh nó lại ha, kích thước cho nó ok lại. Thì mình có thể vào cái phần là custom margin. Thì mình vô đây thì mình sẽ tìm hiểu một số cái thông tin như sau: margin, top, left, ha, right, bottom. Top tức là khoảng cách từ phía trên tờ giấy cho tới cái phần nội dung là top ha. Tương tự như vậy là bottom, left và right. Thì mặc định thì đây là nó có giá trị là 1, thì mình có thể là giảm xuống là 0.7. Thường là 0.7 là nó rất là ok các bạn ha. 0.7. Rồi ok, thì đây là định dạng tờ giấy và đây là định dạng cho toàn cái document của mình ha. Apply to whole document, tức là định vị cho toàn document luôn. Ok, thì ở đây nó để là multi page, thì mình có thể là chọn đối xứng, tức là nó giống như mà mình in ra một cái quyển sách á, thì nó bên này nó như thế nào, bên kia nó như thế nào. Còn này mình in đầy hết, in trọn vẹn hết thì mình để nó màu là ok ha. Rồi ví dụ tôi chọn cái mirror nè, margin nè, thì bây giờ cái inside và cái outside. Inside của tôi là 0.7, inside tôi là 1 đi. Rồi outside tôi là 7. Rồi bây giờ tôi sẽ cho hai trang thử để các bạn dễ quan sát. Đấy, tôi có hai trang. Các bạn hình dung không? Đó, đây là 1 nè, 0.7 nè. Đó, đây là 1 nè. Đây là 1 nè. Đấy, thì cái phần layout này nè, mình chỉnh lại một tí xíu ha. Mình custom lại. Thì cái phần này nó phải là 7, 0.7 nè. Cái này là 1 nè. Rồi. Ok, tức là ngay cái phần này, phần đóng gáy nè ha, mình đối xứng qua nè. Đấy. Thì cái phía ngoài này là 0.7, 0.7. Cái này inside, cái này là outside. Và ví dụ như 4 trang thì cũng tương tự như vậy. Mình insert một cái red page ha. Mình insert một cái red page nữa ha. Tức là 4 trang thì cái vị trí cũng vậy. Tức là đối với cái trang chẵn thì nó như thế nào, trang lẻ nó đối xứng y chang vậy thôi. Ok ha. Rồi. Thì cái đó là định dạng tài liệu trong văn bản Word. Rồi, cái phần thứ hai là định dạng đoạn văn bản. Thì để định dạng đoạn văn bản thì các bạn phải có một cái văn bản đi, rồi mình sẽ định dạng ha. Thì ví dụ tôi copy cái này ha. Đó. Rồi tôi copy cái này. Rồi tôi Ctrl C. Rồi khi tôi qua bên Word này nè, các bạn chú ý là các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn cái mà Path Value thôi ha. Thì hình ảnh nó không về và style của Internet nó cũng không về. Thì định dạng đoạn văn bản nó sẽ như thế này. Tức là trong một đoạn văn này nè, thì cái khoảng cách dòng nó là bao nhiêu ha. Rồi khoảng cách giữa đoạn này với đoạn này là bao nhiêu. Tôi ví dụ, rồi với một đoạn văn bản như thế này nè các bạn, thì mình nên định dạng như sau. Mình chọn hết văn bản, rồi xong mình bấm chuột phải, mình chọn paragraph ha. Thì cái paragraph này là định dạng đoạn văn bản các bạn. Định dạng bình thường ha, khi mà một cái các dòng bình thường, line spacing tức là khoảng cách giữa các dòng với nhau, thì thường thường á, nếu mà đây là một đoạn văn bản mà đúng chuẩn luận văn báo cáo hay gì đó thì đây là 1.3.
các bạn hình dung không? Dòng với dòng á, dòng trên với dòng dưới cách nhau là 1.3, hình dung không? Rồi cái này là sau cái đoạn văn đó thì nó khoảng cách là 8bt, thì ví dụ tôi tăng lên nè, rồi ví dụ tôi cho nó là 14 đi, rồi tôi ok nè, đó, rồi ok. Còn mình muốn gần lại bình thường thì mình cứ chỉnh lại thôi. Tức là cái này là sau một đoạn văn, cái này là trước một đoạn văn. Trước một đoạn văn thường thường để bằng 0 ha, sau đoạn văn thì thường thường ở đây để bằng 8 để nó đúng chuẩn hơn. Rồi, các bạn chỉ cần ok là xong. Đó, thì đây là định dạng đoạn văn bản. Rồi, tiếp theo là rớp cáp. Rớp cáp là cái gì? Rớp cáp là một cái ký tự ở đầu dòng mà nó rớt xuống ha, nó rớt xuống bao nhiêu dòng. Thì nếu mà ở trên cái Word 2016 á, trong cái menu là Insert, các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng là rớp cáp này nè. Đó, thì ví dụ mình để vị trí bất kỳ trong cái đoạn văn đó thì bắt đầu mình chọn cái rớp cáp. Đó, rớp cáp này nếu mình chọn mặc định, đây, nó xuống 3 dòng. Rồi, mặc định, đây là mặc định mà chữ nó bao quanh cái chữ lớn. Còn đây là mặc định là chữ nó nằm riêng một mình ên luôn ha, nằm riêng bên trái, tất cả đoạn văn nó nằm bên phải. Rồi bây giờ mình muốn là custom cái rớp cáp nó như thế nào thì các bạn chọn chỗ này. Đó. Thì mình sẽ chọn cái cách là mình rớp cáp. Thường thường là cách này sử dụng nhiều nhất nè các bạn. Rồi, mình cho xuống 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng tùy mình là ngay chỗ này các bạn ha. Đấy, ok. Bây giờ cho 2 dòng thôi. Đó. Thì cái này gọi là rớp cáp. Ok ha. Rồi. Kỹ thuật tiếp theo của mình là watermark. Thì watermark tức là cái ảnh nền của cái trang tài liệu của mình. Thì watermark thì mình cũng tìm kiếm ở trên cái, thường thường là nó trên design, cái gì liên quan thiết kế là trên design các bạn. Thì các bạn vô menu design, thì đây là các bạn đang theo dõi cái phần ở Word 2016. Thì vô cái phần design thì các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng là watermark, tức là cho cái ảnh nền hay là cái chữ nền của mình là cái gì. Thì các bạn click vô đây, click vào mũi tên nhỏ ha. Rồi các bạn có thể là custom watermark luôn các bạn. Rồi thì lúc này cái cửa sổ watermark thì các bạn sẽ làm cái gì? Các bạn có thể là chọn một cái hình nền bất kỳ của mình nữa nè ha. Thì mình có thể là thiết kế một cái background khổ A4 hình mình làm. Còn không thì bây giờ mình chỉ cần để chữ thôi các bạn ha. Thì đây là cái bản quyền của mình, cái chữ bản quyền của mình. Mình có thể là cho cái chữ gì đó cũng vậy, cũng được ha. Ví dụ tôi cho là BS12345 đấy ha, OTB, ví dụ như vậy. Rồi phông tôi cũng chọn theo ý mình luôn. Tôi có thể là chọn những phông khác cũng được ha. Ví dụ chữ dài thì chọn phông nó cao cao ngắn ngắn lại. Còn chữ mà nó lớn thì mình cứ chọn cho nó nhỏ sai lại là ok. Rồi tôi chọn một cái phông bình thường ha. Rồi size auto luôn ha. Rồi tôi apply. Đó, các bạn sẽ thấy một cái phông chữ nằm ẩn dưới cái nền. Thì cái này ta gọi là watermark nha. Rồi kỹ năng tiếp theo của mình là border shading. Thì để mình sử dụng border shading này thì mình có thể truy cập ở nhiều vị trí khác nhau. Thì ví dụ như các bạn đang ở home thì các bạn vào cái icon table này và các bạn chọn cái border and shading cuối cùng này để các bạn làm cái border trang bìa. Thì với cái này thì các bạn phải click vô cái phần là page border. Thì ở cái page border mình phải chọn là box, tức là làm cái border cho trang bình thường như một cái box. Thì ở đây nó có cái line bình thường, line đứt nét, hoặc là có color, tức là mình làm cái dạng khung bình thường được hết. Nhưng mà ở đây nó có sẵn thêm mình một cái thư viện là cái khung đó với cái kiểu rất là đẹp. Thì các bạn click vô đây các bạn chọn. Đó, nó có khá nhiều kiểu ha. Rồi tôi sẽ chọn cái kiểu này. Ok. Rồi cái width này là cái bề dày của cái viền ha. Mình cho bao nhiêu thì tùy mình. Bây giờ tôi cho 20. Rồi ok. Cái viền này tôi 20. Rồi cái này là áp dụng cho toàn văn bản hay là áp dụng chỉ trang đầu tiên thôi? Đây, đây là áp dụng cho trang đầu tiên. Rồi thêm cái option này nữa. Thì option này là mặc định là khoảng cách cái bìa đó các bạn, khoảng cách tăng giấy tới cái khung đó là bao nhiêu. Ở đây nó để mặc định là 24. Thì cái khoảng cách này nè, top left right bottom này nè, nó cao nhất là 31 thôi. Thì bây giờ mình cũng có thể là mình cho là khoảng 30, ví dụ như vậy. Đó. Thì khi các bạn cho, các bạn sẽ thấy là test nó sẽ thu hẹp khoảng cách lại. Đó. Ok ha. Đấy.
mình có một khung khắc đẹp ha. Mình muốn cho nhỏ lại thì cái phần width của mình bữa nãy là mình chỉnh lại. Rồi, ví dụ như mình không có truy cập bằng cái đường dẫn này thì mình có thể vô cái phần mà design. Ở cuối cùng của cái phần design này nó có cái bay border. Các bạn click đây thì nó vô trực tiếp bay border luôn ha. Thì bây giờ ví dụ như cái khung này mình to quá, mình có thể cho nhỏ lại 15. Đấy, cái width của cái khung đó các bạn. Ok ha. Rồi. Rồi, kỹ năng tiếp theo là chia cột nha. Chia cột thì để chia cột thì đương nhiên là mình phải chọn văn bản rồi các bạn ha. Ví dụ như cái trang này nè, tôi chọn văn bản để tôi chia cột thì tôi quét những văn bản nào cần chia cột thì mình quét ha. Rồi, tôi quét xong cái văn bản thì tôi vô phần layout. Thì trong layout này nó có column thì các bạn có thể là click vô đây ha, thì có thể là chọn một cột, hai cột, ba cột mặc định. Nhưng mà các bạn muốn custom được cái số cột đó và cái khoảng cách giữa các cột đó thì các bạn vô cái more column đó. Trong cái more column này nó cho nguyên cái bảng như thế này thì mình có thể chọn thoải mái ha. Ở đây là chia hai cột. Rồi, cái phần này là cái phần khoảng cách giữa các cột nè, 0.5 nè. Cái này là chia hai cột nè. Nếu mình check vô đây á thì mình có cái line ở giữa hai cột văn bản đó ha, còn không check thì thôi, thì nó là khoảng trống. Thì mình muốn cho khoảng trống giữa hai cái cột nó gần nhau thì mình hạ cái spacing này xuống. Spacing này tức là khoảng cách giữa các cột. Cái width này là cái chiều ngang của cái cột đó ha. Rồi, khi mà mình chỉnh spacing thì cái width mình nó cũng thay đổi theo đó. Tôi cho 0.3 để hai cái cột văn bản này nó gần lại với nhau. Rồi, ở đây nó để là apply to, tức là nó có ảnh hưởng tới cái phần là cái test mình đang chọn hay là ảnh hưởng toàn cái document. Và đương nhiên là mình chỉ cần là áp lên cái phần test mình đang chọn thôi. Đấy, các bạn hình dung ha. Rồi, mình ok. Thì nó chỉ áp vô cái phần test mình đang chọn thôi. Cái phần dưới này nó vẫn là một cột bình thường. Các bạn hình dung không? Đó. Rồi, kỹ năng tiếp theo trong Word tức là test box và Word Art. Word Art tức là mình đặt một cái tiêu đề, tiêu đề bài viết chẳng hạn ha. Bây giờ tôi cho cái tiêu đề bài viết ở đây. Tôi muốn Word Art nó là cái gì thì các bạn vô cái Insert. Trong menu Insert nó có tất cả mọi thứ các bạn. Thì ở đây Word Art là cái này, là cái chữ nghệ thuật ha. Thì mình có thể là mình gõ chữ trước, mình hãy chọn Word Art, hoặc là mình chọn Word Art xong rồi mình hỏi gõ chữ được hết ha. Rồi, tôi sẽ copy chữ trước, tôi gõ chữ trước ha. Rồi, Ctrl C, tôi qua đây Ctrl V. Mà các bạn paste bằng cái test thôi, đừng có paste nguyên cái style. Rồi, các bạn chọn cái test, các bạn vô cái insert, các bạn chọn cái Word Art. Rồi, chọn cái màu mình ưa thích. Đó, các bạn hình dung không? Rồi, cái này mình có thể là chỉnh cái paragraph lại. Single, đó, cho nó gần lại xíu ha, tùy theo chỗ các bạn. Rồi, ok, những cái này ta gọi là Word Art ha. Rồi, cái test box tức là ngay cái vị trí nào mà mình muốn đặt dữ liệu hay đặt chữ gì mà nó không có theo cái paragraph á, tức là vị trí tự do đó, thì mình cũng có thể là sử dụng test box. Thì cái test box nó là một cái khung để mình nhập dữ liệu vô. Thì mình vô cái phần insert để mình vô cái phần test box ha. Đây, ví dụ như thường thường á đó, ví dụ như bên đây mình có một ô, rồi bên đây mình có một ô ha. Cái phần mà chữ ký này nọ ha, ví dụ tức là trên một cái hàng mà mình có hai ba ô đi, ví dụ như vậy thì mình sẽ làm cái ba cái test box đó. Ví dụ như chữ ký người nhận, chữ ký giảng viên một, ví dụ như vậy ha. Đó, thì cái này là cái test box. Để mình Ctrl C nè, Ctrl V qua đây nè. Ở đây chữ ký giảng viên 2, ví dụ như vậy ha. Rồi Ctrl C nè, Ctrl V qua đây nè. Cái này là giảng viên 3, ví dụ như vậy ha. Rồi mình có thể là mình canh center, tức là làm gì cho nó đều. Canh center. Rồi, ok. Mình cũng có thể để nguyên cái box như thế. Và cái test box nó không có theo cái paragraph, cho nên á, mình muốn tạo một cái đoạn mới á, thì mình có thể ngắt ra hoặc là enter xuống trước khi mình chừa có khoảng trống để mình để mấy cái test box này.
Ok ha. Thì ở đây mình mới có thể là mình thêm cái test vô, thêm hình ảnh vô chỗ này. Tức là cái phần test box này nó bất tiện cái chỗ là nó không có định vị được mà nó cứ trôi ha. Khi mình chèn test, chèn hình gì đó thì cái test box này nó tự trôi à. Cho nên cái test box này là mình sử dụng sau cùng khi mình bổ sung những cái ô mà nó canh hàng ngang chẳng hạn nha. Hoặc là đặt để những cái chữ nào đó, chồng lên cái chữ nào đó thì mình có thể dùng cái test box này. Ví dụ khi mình có một cái hình và mình muốn để chữ lên cái hình thì chắc chắn mình phải dùng test box mình thả lên cái hình đó. Rồi, tôi ví dụ tôi insert một cái hình ha. Tôi insert một cái hình. Rồi, tôi insert một cái hình ha. Cái hình nào không có chữ đi. Rồi, tôi insert hình này ha. Rồi, bây giờ tôi muốn để cái chữ trượt tuyết nằm trên đây nè. Thì chắc chắn là tôi phải insert một cái test box vô. Đó, insert một cái test box. Rồi, cái test box này á, nó phải nằm ở trên đây. Thì tôi lôi nằm đây. Đó, bây giờ lôi không được nghĩa là mình chưa có định dạng, mình chưa có format cho cái hình này. Bây giờ cái hình này nó muốn là có những cái đối tượng đè lên cái hình này. Thì các bạn click vô cái hình, ở bên phải phía trên nó có một cái icon xuất hiện. Thì các bạn click vô đây. Thì ngay chỗ này người ta gọi là test wrapping. Tức là những cái phần test so với cái hình này nó như thế nào ha. Cái thứ nhất là chữ nó chạy xung quanh hình và theo cái hình vuông, nó chữa cái hình ra hình vuông, bất kể đó là hình tròn hình gì. Rồi, cái thứ hai là chữ nó chạy xung quanh cái hình. Nếu cái hình nó bo thì nó chạy theo bo, nó cong thì chạy theo cong ha. Rồi cái thứ ba thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà trong cái đối tượng hình đó, nếu mà nó có opacity, nó có trống thì chữ nó cũng có thể chèn vô chỗ đó. Rồi cái thứ tiếp theo là chữ và hình nó nằm riêng biệt với nhau ha. Hình nằm riêng, chữ nằm riêng. Cái tiếp theo là behind, tức là chữ nó sẽ nằm trên cái hình ha. Cái thứ ba là hình nằm trên chữ. Đó, cái cuối cùng là hình nằm trên chữ. Cho nên mình chọn cái này nè. Đó, rồi lúc này mình mới kéo cái test box đè lên cái hình được nè. Đó, thì lúc này mình sẽ ghi cái chữ là trượt tuyết. Ví dụ như vậy ha. Trượt tuyết. Đó, phần máy xếp ha. Thì lúc này ngay cái fill này nè, các bạn chọn non. Fill tức là cái nền các bạn ha. Rồi cái line tức là cái border. Border mình chọn non luôn. Thì lúc này cái text box mình chỉ là cái chữ không thôi. Và bây giờ mình muốn di chuyển cái chữ này nằm vị trí nào tùy thích của mình. Đó, rất là ok ha. Nghĩa là để đặt chữ lên hình thì các bạn có thể sử dụng cái format, sử dụng cái tính năng là text wrap của cái hình đó ha. Thì text wrap tức là hình này với những cái chữ nó như thế nào. Thì ở đây nó có 6 dạng. Nhắc lại ha, nó có 6 dạng. Thứ nhất là chữ sẽ né hình và nó chừa cái khoảng không gian cho hình là hình chữ nhật ha. Cái thứ hai là chữ nó né hình, với cái hình này bo thì chữ nó bo theo, nhưng khoảng trống trong hình thì nó vẫn chừa luôn. Rồi, cái tiếp theo thì những khoảng trống nào trong hình nó có thì chữ nó có thể là chèn vô. Rồi, cái tiếp theo là chữ nó nằm trên, chữ nằm dưới, hình nằm giữa. Cái chữ tiếp theo là cái hình nằm dưới cái chữ. Và cái cuối cùng là cái chữ nằm dưới cái hình. Đó, tùy theo cái chức năng mà mình làm thôi. Thì lúc này cái test box của mình là cái chữ nè, nằm trên cái hình nè. Chắc chắn mình phải làm như thế này. Các bạn hiểu không? Đấy, ok ha. Hiệu ứng cho hình ảnh. Bây giờ để làm hiệu ứng cho hình ảnh thì các bạn chỉ cần chọn hình ảnh. Rồi xong các bạn click vô cái chữ format cho tôi ha. Đó, lúc này cái menu của Word nó sẽ xuất hiện cái chữ format. Thì khi này nè, thì mình sẽ thấy một số hình ảnh, một số format nó có sẵn ở đây. Thì các bạn chỉ cần là chọn cái kiểu thôi là được ha. Có rất là nhiều kiểu ở đây. Các bạn có list sổ ở đây là ok nữa nè. Đấy, rất nhiều cái kiểu luôn. Rồi ha, bây giờ tôi ví dụ tôi chọn cái kiểu là tròn đi. Rồi, cái chữ tuyệt tiết này tôi đem vô đây đi. Rồi, bây giờ cái hình này tôi muốn đem lên trên này. Đó, đem lên trên này. Tôi muốn đem lên trên. Đó, tôi muốn để đây. Đó ha. Thì do mới nãy tôi cho nhỏ này lại. Do mới nãy mình chọn cái format hình á. Do nãy mình chọn format hình nó là cái kiểu mà hình nằm dưới cái chữ. Bây giờ mình có thể chọn lại là cái chữ nó xoay, nó ôm cái hình ha. Thì mình chọn cái này, tay.
đó, thì những cái chỗ nào đó, kể cả cái tết bóc luôn, nó cũng phải né ra, nó không đè lên được cái hình, nhớ ha. Cho nên với một cái tấm hình thì không thể là áp dụng nhiều cái format được, mình chỉ cần là chọn cái một format thôi là ok các bạn. Đó, chữ nó ôm hình này các bạn, đó, nó ôm cong 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 theo nè, hình giống không? Đó thì cái này là hiệu ứng hình và cả cái cách mà format shape nó như thế nào. Rồi ha. Kỹ năng tiếp theo trong Word đó là table. Mình có thể sử dụng table để mình chia cột. Ví dụ đây là chia cột đều. Bây giờ mình muốn chia cột bên đây nhỏ, bên đây lớn, và test nó không có liên tục. Bên trái nó chỉ là một vài test nhỏ nhỏ thôi, bên phải nó quan trọng. Thì bây giờ cái trang này tôi sẽ làm là sử dụng table để chia bố cục ha. Thì ở đây nè các bạn, khi mình để vị trí này mình muốn insert một cái table á, thì mình click vô đây. Click vô cái table là insert các bạn ha, insert rồi chọn table. Bây giờ mình muốn cái này là bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột thì mình cứ chọn ở đây thôi. Ví dụ như mình có hai cột nè, mình có hai hàng nè ha, một cột nè, thì mình chọn vậy thôi. Ví dụ như vậy thì bên đây là test khoảng bao nhiêu phần trăm đó, 1% hay 1/3 hay 1/3 đó, tùy mình ha. Mình kéo cái này qua. Rồi bây giờ cái phần này nè, mình cho nó nằm ở đây. Đó, ví dụ như phần này phần mô tả. Đó, mô tả cho ít lại thôi. Rồi, mô tả cho ít lại thôi. Rồi ha. Còn dữ liệu bên đây nó nhiều thì mình cho nhiều vô. Đó, mình copy đem lên. Đấy ha. Rồi. Mình cũng có thể dùng cái table này để mình chia layout. Rồi, để format một cái table này thì các bạn có thể là bấm chuột phải vô đây và chọn là table property. Thì bây giờ mình có thể là căn chỉnh từng cell. Ví dụ mới một cell như thế này, chữ mặc định của nó là top. Ok ha. Còn khi nào mình muốn chỉnh cái test ở trong cái cell đó nó nằm ở center theo chiều cao thì mình chọn cái này ha, hoặc là cho nó nằm phía dưới thì chọn cái này. Cho nên các bạn vô đây, các bạn nhớ là vô phần này các bạn tìm kiếm và làm ha. Rồi, khi mình làm table ở đây đó các bạn, thì mình có thể là mình chia nó theo phần trăm. Ví dụ như là mình chuyển đổi cái size của cái trang thì cái chữ mình nó vẫn phân bố đều ra. Nghĩa là với table này mình click chọn vô đây, mình chọn vô phần trăm, thì ở đây mình chọn là 100%. Đấy, thì nó rất là tiện. Đó. Rồi cái cell này mới nãy mình chọn ngay giữa nè các bạn, cho nên cái chữ này nó nhảy xuống giữa nè ha. Thì mình có thể là bấm chuột phải mình định dạng cell lại. Một ô như thế này gọi là cell ha. Rồi trong cái cell này á, thì mình sẽ chọn vô cái cell, mình chọn lại cái vị trí ban đầu lại ha. Đó. Rồi mình muốn bỏ cái border này cực kỳ dễ luôn. Mình chỉ cần click vô cái table này thôi và mình chọn ngay cái border này nè. Mình chọn no border là xong. Hình dung không? Đó. Hoặc là mình sử dụng table để mình trình bày một cái layout nào đó, layout danh sách các hình ảnh chẳng hạn, thì các bạn có thể là vô cái phần insert, vô table. Ví dụ như tôi muốn là một hàng 3 hình, hai hàng là 6 hình, tôi sẽ chọn như thế này. Tức là một cái table 3 cột, hai hàng. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần là chèn cái hình vô đây thôi là ok ha. Rồi tôi chèn cái hình vô. Như vậy thì nó sẽ ngay ngắn các bạn. Đó, bắt đầu tôi thu nhỏ lại. Đó, hoặc hàng 3 hình. Như thế làm tới thôi các bạn ha. Mặc định ở mỗi cell thì nó có cái khoảng trống bên tay trái nè các bạn. Nếu mà mình không thích cái khoảng trống này, mình cho nó bằng không luôn á, thì các bạn bấm chuột phải vô cái table, các bạn chọn table property. Thì ngay cái phần cell này nè các bạn sẽ chọn vô cái option. Thì ở đây nó đang canh là left right là 0.08, top bottom bằng không. Bây giờ mình muốn cho nó bằng không hết thì mình check bỏ cái này ha, mình cho cái này về không luôn. Đó, mình cho cái này về không luôn. Ok, các bạn sẽ thấy sự khác biệt ha. Ok. Thì lúc này là cái hình mình nó nằm sát được bên trái.
ha. Cái hình này nó có thể là sát bên phải luôn cũng được, nhìn như vậy nó mới cân ha. Còn cái phần này mình có thể là mình canh giữa hay canh sao đó, ví dụ như cái này mình cho nó vừa lại thì mình canh giữa thôi đó. Ví dụ này vừa, cái này vừa, cái này vừa, thì đương nhiên cái này phải canh giữa nè. Thì canh giữa giống như canh giữa test thôi, bấm lên đây là xong đó. Thì hình mình nó đều, nó đẹp nha. Rồi bây giờ mình có thể là mình bỏ cái viền thì bấm chuột phải vô, không cần lift table, và chọn cái border là no border là xong. Ok, tức là đây là cái cách mình sắp xếp hình ảnh theo một cái hàng cột ngay ngắn ha. Kỹ năng tiếp theo trong Word đó là style. Đây là cái kỹ năng cực kỳ quan trọng luôn. Thì cái style này là để dành định dạng format chữ và size chữ và màu chữ. Nghĩa là ví dụ như trong tài liệu của mình nó có là nó có một lục một la mã. Rồi trong một la mã nó có hai, nó có 1 2 3, trong một 2 3 nó có ABC. Thì ở mỗi danh mục như thế thì các bạn nên định dạng nó một kiểu để cho nó thống nhất toàn văn bản. Rồi, tôi làm một cái trang mới luôn ha. Thì ví dụ như là cái trang này tôi sẽ có những cái định dạng test nó giống nhau. Thì khi đó tôi sẽ sử dụng một lần định dạng thôi, tôi lưu lại. Thì sau đó những cái lần khác tôi sử dụng lại cái định dạng đó thì tôi chỉ cần click lại thôi, chứ tôi không cần thao tác lại từ đầu là phải chọn phông như thế nào, chọn size như thế nào, chọn màu như thế nào, thì nó mất thời gian. Thì cái đó thì gọi là style. Và cái vị trí style của mình, cái core style default nó có sẵn trong Word thì nằm ở ngay chân chủ luôn các bạn. Ngay mấy cái ô này nè là style nè đó. Mình có thể chọn style này rồi mình edit lại cũng được. Rồi tôi ví dụ nè, một la mã, ví dụ tôi cho một la mã rồi phần 1 ví dụ như vậy ha. Ví dụ như vậy, và nó ở những cái trang khác nhau chứ không phải là nó nằm gần như thế này ha. Tức là trong một cái tài liệu mình có những phần phân cấp như thế này nè, thằng này thằng cha nè, thằng này thằng con nè, thì những thằng cha này nó phải đúng định dạng với nhau nè. Rồi những thằng con này phải đúng định dạng với nhau nè. Và mình không thể nào là mình nhớ là nó phông gì, nó sai gì ha. Do vậy mình phải sử dụng cái style trong Word để mình định nghĩa. Các bạn hiểu không? Thì để đơn giản cái việc định nghĩa style thì các bạn là chỉ cần chọn cái phần đó, chọn test ha, cần định dạng ha. Rồi mặc nhiên thì mình cũng có thể là mình click xuống đây luôn đi đó, ví dụ như vậy. Còn không thì mình chỉ cần là mình new một cái style mới, rồi click xuống đây ha. Rồi mình re-aim một style đó. Thì lúc này mà đặt tên tiêu đề 1, tiêu đề chính đi ha. Đó, tôi đặt số 01 ở trước để số thứ tự nó nằm trên đầu cho mình dễ thấy chứ gì hết. Rồi tiêu đề chính, thì cái tiêu đề chính này mình sẽ làm như thế nào thì mình chỉ vô đây mình định dạng ha. Thì phông chữ của mình là phông gì, ví dụ tôi chọn phông chữ này đó, tôi chọn 18. Ok, đây là tiêu đề chính của tôi ha. Rồi tôi có thể là cho màu, ví dụ màu xanh. Đó, đây là tiêu đề chính. Rồi, ok. Đó, thì những lần sau tôi không cần làm lại những thao tác vừa rồi, mà tôi chỉ cần là quét chọn và tôi click vô đây là xong. Tôi quét chọn, tôi click vô đây là xong. Và tôi thấy là tôi để là tiêu đề chính nè các bạn. Đó, thì cái phần tiêu đề phụ làm tương tự như thế. Các bạn chỉ cần chọn chữ, rồi các bạn tạo một cái style mới. Vô đây tạo style mới. Cái này là tiêu đề phụ. À, tôi cho là 02. Ví dụ như vậy ha. Rồi modify, bây giờ tôi chọn phông tôi chọn phông là avo, tôi chọn là 12, tôi chọn là in và in nghiêng, ví dụ vậy. Và tôi chọn đây là màu đỏ nâu, màu đỏ bầm, ok ha. Rồi ví dụ vậy tôi làm xong. Hoặc là tôi thấy nó đậm, nó xấu quá thì tôi có thể là bấm chuột phải vô style mình đang chọn nè các bạn, vô modify và tôi cho nó bình thường, tôi cho nó bình thường nè. Ok, hình đúng không? Rồi vài trang sau, những chục trang sau, mình biết cái phần B đó là tiêu đề phụ thì mình chỉ cần là chọn nó rồi click vô tiêu đề, chọn đó rồi click vô tiêu đề phụ thôi là ok ha. Đấy, thì những cái thứ này người ta gọi là style trong Word. Các bạn hiểu không? Cực kỳ quan trọng khi mình trình bày văn bản ha, để nó có sự thống nhất và để nó dễ edit. Ví dụ người ta không thích màu đỏ, người ta muốn cái phần này là màu đen bình thường thôi ha, thì mình chỉ cần là bấm chuột phải vô đây thôi các bạn, mình modify thôi ha, và mình chọn thành màu đen thôi
hoặc là màu xám thôi ha. Người ta thích màu xám thì chọn màu xám thôi, ok ha. Đó, thích màu nào chọn là màu đấy cho nó rất là nhanh và nó sửa đồng loạt, hình dung không? Đó, còn người ta thích cái này là dấu gạch chân thì mình chỉ cần vô đây nè, modify rồi mình cho gạch chân thôi là ok, thì tất cả mấy cái này đều có gạch chân, hình dung không? Tức là style dễ quản lý, nó có tính thống nhất hơn và dễ sửa chữa, dễ nâng cấp sau này. Rồi, cảm ơn các bạn ha, mình vừa tìm hiểu qua cái style trong Word. Rồi, tiếp theo là header footer. Đó, header footer là cực kỳ quan trọng trong việc mà trình bày tài liệu, để mình biết là đây là tài liệu gì, của ai và được bao nhiêu trang. Thì để làm việc này thì nó khá đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần đặt vị trí đâu đó trên một cái trang của mình là xong. Các bạn vô cái phần insert, các bạn chọn cái phần header footer. Đó, thì header footer này các bạn có thể là chọn những cái mẫu ha, tức là những cái template nó có sẵn, hoặc là các bạn tự làm, tự tạo ha. Khi tự tạo thì các bạn chọn một cái header trắng. Khi mình click vô thế này thì nó những cái phần chính của mình nó bị xám lại, và những phần header nó sẽ nằm ở khoảng trống này của mình nè. Mình có thể đặt là tài liệu ha, assignment work. Đó, đặt assignment work ha, cơm 2107. Đó, rồi mình tab vài cái, hoặc là mình có thể sử dụng text box ngay chỗ này để mình chèn một cái text box vô đây ha, để giảng viên hướng dẫn ví dụ như vậy, hoặc là cách khoảng bằng cái phím dài nè. Đó, giảng viên hướng dẫn Trần Bá Hộ, ví dụ như vậy các bạn ha. Rồi mình có thể đẩy nó qua phím cách dài các bạn, trên bàn phím á. Rồi ok, thì bây giờ có header thì đương nhiên có footer, mặc định nó có footer luôn các bạn. Thì bên đây mình để là sinh viên thực hiện, ví dụ như vậy, sinh viên thực hiện. Đó, mình để là Nguyễn Văn A. Đó, rồi phía bên đây thì mình sẽ để là trang, số trang, ví dụ như vậy. Rồi mình ghi chữ trang, rồi mình ghi dấu hai chấm, rồi mình insert cái số trang vô các bạn. Thì đây là insert số trang tự động các bạn ha. Thì insert số trang tự động thì nó sẽ nằm ở đây nè các bạn ơi. Rồi các bạn vô cái phần insert, rồi các bạn number nè. Đó, mà mình chọn cái gì các bạn, current position, tức là ngay cái vị trí hiện tại. Rồi mình đã có insert trang. Rồi bây giờ cái phần footer với phần header mình làm sao cho nó ổn, thì mình có thể là vẽ một cái đường line ngang nhỏ nhỏ là ok rồi các bạn. Thì bây giờ mình sử dụng shape ở trong Word cũng được nè các bạn. Click vô cái line này và các bạn vẽ thôi. Đây, vẽ từ đây qua đây, nhấn shift để cho nó thẳng các bạn ha. Rồi sau khi mình vẽ xong thì mình chỉnh cho nó đúng vị trí cái coi. Đó, ok ha. Rồi cho nó thưa cái chữ ra cái coi. Rồi bây giờ mình cho cái màu này là màu gì, thì mình có thể vô cái format ha, bấm chuột phải format bình thường thôi các bạn. Thì cái line này đang màu xanh này các bạn, bây giờ mình cho cái màu xám thôi, ok ha, cho màu xám đấy. Và tương tự như vậy cái footer mình cũng cho một cái line như vậy ha. Thì mình cũng có thể là mình copy thôi các bạn, Ctrl C nè, mình lên đây mình copy nè, Ctrl V nè. Đó, rồi mình canh vị trí lại thôi các bạn. Rồi ok, đấy, header footer ha, có môn học, có giảng viên hướng dẫn, có sinh viên thực hiện, có số trang. Rồi ok, các bạn vừa thực hiện xong cái phần header footer, nhưng các bạn chú ý nè, nó đã bị dính luôn cái trên cái bìa, cái trang đầu tiên. Đây, mình click vô đây ha, mình click vô đây, cái trang đầu tiên nó sẽ khác, nó không có trang đầu tiên nó không có header footer, đó, nó có những trang sau thôi, ok không? Rồi. Mục lục, cái kỹ năng tiếp theo là mục lục. Cái mục lục là luôn luôn làm cuối cùng các bạn. Khi các bạn trình bày tất cả các văn bản xong, các bạn tạo bìa xong, thì bây giờ đến cái giai đoạn mình sẽ làm mục lục. Khi mình làm mục lục thì đương nhiên là mình phải chèn một cái trang trống ha, trang trống trước những cái trang nội dung. Thì lúc này mình insert break page. Rồi bây giờ mục lục mình sẽ đặt ở đây các bạn. Đó, mình có thể enter nhẹ xuống cái, ví dụ như vậy, hoặc là shift enter nhẹ xuống cái,
để cho nó cách khoảng cái lằn gạch này tí xíu. Rồi cái mục lục này nó dễ lắm các bạn ơi ha. Ví dụ như đây là trang đầu tiên đó, bài đầu tiên thì mình đánh dấu nó ha. Cái bài này là bài thứ hai mình đánh dấu đó, cái bài này là bài thứ ba mình đánh dấu đó ha. Thì mình đã chèn một cái phần trống vô để làm mục lục nè. Để làm mục lục thì thứ nhất là các bạn phải định vị cái bài viết nó nằm ở đâu trước đã ha, rồi sau đó mình mới tạo mục lục. Ví dụ như tôi có bài viết ở đây, và có nhiều cách để mình định vị bài viết ha. Ví dụ như cái bài viết đó là tiêu đề, cái bài viết đó là quạt ạt thì mình không thể nào đánh dấu rồi. Đánh dấu vô thì cái mục lục mình nó không có thống nhất. Mình có thể là cho một cái chữ nào đó nằm ở chỗ khác gần đó. Ví dụ gần ở đây nè. Ví dụ như tân sinh viên phải không? Tân sinh viên à, ví dụ vậy đó. Nhưng mà lúc này nè, mình đừng có cho nó hiện màu lên. Đó, mình chỉ cần cho nó màu trắng giống như cái nền thôi là ok. Đây là dấu á, tức là mình đánh dấu vị trí ẩn ha. Rồi ngay chỗ này. Rồi mình cho cái màu đó là màu trắng. Đó thì nó đâu thấy đâu ha, không thấy. Rồi ha, thì mình phải chọn cái test đó. Rồi mình cho là level 1. Rồi ok. Bây giờ tiếp theo là cái bài này, mình cho là đây là bài thứ hai. Thì mình có thể là mình enter xuống, mình cho nó một cái chữ level 1 ở đây ha. Đã từ lâu. Rồi mình test nó ha. Rồi. Và cái này mình cho nó là màu trắng cho nó ẩn xuống ha. Cho nó nhỏ xíu luôn, ví dụ như vậy. Tức là sau một cái test tiêu đề lớn, mình sẽ đánh dấu bằng một cái test ẩn để làm cái mục lục. Rồi mỗi cái test ẩn đó mình cho cái level 1 hết. Ví dụ như vậy, với cái tài liệu mà chỉ có những cái bài viết thôi, không có danh mục lớn, không có danh mục con. Các bạn dùng không? Rồi, ok. Nghĩa là sau một cái tiêu đề như thế này nè, mình đặt một cái chữ nhỏ nhỏ ngay chỗ này nè. Đó, bỏ một hàng ra để cho nó trống trống, cho nó đẹp. Đó. Rồi, bây giờ sau khi mình đánh dấu level 1 hết hai bài rồi, thì mình đặt cái vị trí mình cần làm cái mục lục. Đó, sau đó thì mình sẽ vô cái reference. Rồi mình chọn là tab of content. Rồi mình chọn cái định dạng mình sẽ hiển thị cái content, cái mục lục của mình. Thì mình lướt xuống đây nè các bạn. Đó, thì nó ra hết luôn cho mình nè ha. Thì bây giờ mình chỉ cần là sửa lại thôi. Đây là mục lục nè. Đó, đã từ lâu nè. Rồi, ok ha. Rồi, do cái này là nó còn ảnh hưởng cái phần chi cột, thì bây giờ mình có thể là bỏ phần chi cột ra. Đó, mình vô layout, mình bỏ phần chi cột ra, chọn là one thôi. Rồi, kéo cái tab này ra đây. Đấy, ok ha. Rồi, ok, mình đã trình bày được cái mục lục ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn những kỹ thuật đơn giản cơ bản nhất của Microsoft Word. Hy vọng là với những kỹ năng vừa rồi thì các bạn có thể là ôm lại phần Word để mình có những cái bài làm nó chỉnh chu nhất có thể. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.